Gần đây, siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha khi lập cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 trước Luxembourg ở trận đấu tại bảng A vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Cú hat-trick mới nhất của Ronaldo ghi trong trận thắng Luxembourg 5-0 được thực hiện từ sớm, sau khi dân thủ Bồ Đào Nha này liên tiếp lập công từ chấm phạt đen ở các phút thứ 8 và 13 từ các pha Bernardo Silva vi phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình kiếm được phạt đen sau đó. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Không thể phủ nhận rằng Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Với sự tập luyện chăm chỉ và khoa học, Ronaldo đã không ngừng cải thiện các kỹ năng của bản thân. Và ở tuổi 36, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn khiến cả thế giới phải trầm trồ vì những màn trình diễn của mình. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những pha xử lý có 1-0-2 của Cristiano Ronaldo các bạn nhé! Nhiều người cho rằng với sức bật vượt trội của mình thì Ronaldo có thể chuyển sang bộ môn bóng chuyền thi đấu cũng được, và pha bóng này đã chứng minh nhận định đó không hề sai một chút nào. Có lẽ đường chuyền của đồng đội đã sửa lưng so với đà bật lên của Ronaldo nên anh đã giơ hai tay ra để giữ bóng như một phản xạ tự nhiên. Pha vứt mít nổi tiếng của Ronaldo đã gây bão trên toàn thế giới vào thời điểm đó. Có lẽ vì bị làm phiền quá nhiều nên CR7 buộc phải dùng cách này để tránh được những soi mói của cánh phóng viên. Hành động này đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa phần là sự ủng hộ với cách xử lý vô cùng hóm hỉnh này của anh. Không hiểu vì lý do gì mà tiền đạo mang áo số 7 lại có thể sút nhầm vào cột cờ ở góc sân như thế này. Tưởng như pha bóng đó sẽ không gây ảnh hưởng gì cho Ronaldo, nhưng khi nhìn vào những bước chân tập tễnh của anh sau đó thì cũng đủ hiểu nó không hề dễ chịu như mọi người nghĩ đâu nhé. Ngoài đá bóng hay ra thì Ronaldo còn rất vui tính nữa nhé. Sau pha bỏ lỡ của người đồng đội, CR7 tỏ ra tiếc nuối và đã tung ra một cú đấm vào đùi, nhưng mà không phải đùi mình mà là của ông ngồi bên cạnh. Nhìn vẻ mặt người đồng đội của Ronaldo là thấy cú đấm đó thốn đến mức nào rồi. Lần sau có gì thì tự đấm vào chân mình đi anh nhé. Dù nổi tiếng với kỹ thuật siêu việt, nhưng CR7 cũng đã từng nhiều lần phải mất mặt vì những pha xử lý lỗi kiểu như thế này. Có lẽ chính Ronaldo cũng bị chóng mặt bởi chính đôi chân của mình và đã ngã ra sân ngay sau đó. Nói về khoản trêu đồng đội thì Ronaldo mà thứ hai chắc không ai dám nhận số 1. Tuy nhiên dù có cay cú như thế nào thì có cho thêm tiền, những người đồng đội này cũng không dám bật lại đâu nhé.
Màn tưng bóng có 1-0-2 này của Ronaldo đã khiến cả sân vận động phải ồ lên vì thích thú. Tuy nhiên, nó lại khiến đối thủ của anh không hề dễ chịu chút nào. Rất may cho CR7 khi đối đầu với anh toàn là những cầu thủ hiền lành, chứ gặp phải những hậu vệ cục súc lúc bấy giờ thì chắc anh đã phải nhập viện vì màn múa may của mình rồi. Ronaldo đúng là một cầu thủ tài năng khi có thể thi đấu được rất nhiều môn thể thao, từ bóng đá, bóng chuyền đến bộ môn vật cũng rất giỏi nữa. Tình huống này mà ở Olympic thì chắc CR7 cũng đã giành được huy chương rồi. Anh đã dùng hai tay của mình vật đối thủ ngã xuống vô cùng đẹp mắt. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc về những cú nã đại bác vô cùng ấn tượng của CR7. Tình huống ghi bàn này của Ronaldo được ghi trong bối cảnh anh nhận nhiều chỉ trích về những màn trình diễn kém cỏi của mình trong những vòng đấu gần đây. Và ngay sau đó, CR7 đã có pha ăn mừng giằng mặt khi chỉ tay vào bắp đùi của mình, ám chỉ việc anh đã nỗ lực tập luyện rất nhiều. Đây có lẽ là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của CR7, một khoảnh khắc thiên tài được anh tạo ra tại Turin đã đi vào lịch sử Champions League. Cú tung người móc bóng trong tư thế xe đạp chống ngược này của siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Cú dứt điểm khó đến nỗi thủ thành huyền thoại Buffon cũng phải đứng nhìn bóng bay vào lưới. Còn trên khán đài, các cổ động viên của Juventus cũng phải dành những tràng pháo tay cho Ronaldo. Tiếng gã đồ tể Pepe khi bị Ronaldo trêu đùa cũng chỉ biết cười thì bạn đã đủ hiểu sức ảnh hưởng của anh là lớn đến mức nào rồi đấy. Trong lúc cảnh sát vào sân để khống chế một cổ động viên quá khích, Ronaldo đã nhân cơ hội đó để trêu đùa một người trong số họ. Nếu không phải Ronaldo thì chắc cũng chẳng có ai dám làm điều này cả. Đến cảnh sát cũng trêu được thì độ nhây của anh già đã quá lớn rồi. Vừa rồi chỉ là một trong số vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Hy vọng qua video này các bạn có thể biết thêm nhiều điều về CR7. Không chỉ đá bóng hay mà anh còn vô cùng gần gũi và dễ mến nữa. Mong rằng siêu sao người Bồ sẽ tiếp tục thi đấu thật lâu để có thể mang lại những cảm xúc đặc biệt như vậy. Hãy để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.